Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh ít nha. Bánh ít nhân dừa nè. Và đặc biệt cái lớp bột thì mình có cho thêm bắp ngọt. Thì phần bánh ít của mình nó sẽ thơm và nó có cái mùi bắp á, mình ăn cũng ngon và lạ miệng nữa. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Và cùng vào bếp để thực hiện món bánh ít ngon để đón Tết cho gia đình thưởng thức. Thì mời các bạn cùng xem. Trước hết thì mình có chuẩn bị bắp. Thì mình có đây là bắp Mỹ á, cái là bắp ngọt thì mình làm nó mới ngon nha. Tiếp theo nữa là 100g đậu xanh, các bạn do rửa cho sạch xong rồi cái mình ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ mình để cho nó ráo nước. 250g dừa thì mình có hai loại, dừa sợi và dừa nạo vụn luôn. Tiếp theo nữa là 200g đường, chút xíu muối và một gói bột nếp nè. Bột nếp thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu đậu nha. Mình cho hết 100g đậu vô, mình sẽ cho vào đây 300ml nước. Các bạn sẽ bắt lên bếp mình nấu đậu này. Nấu cho đậu nó sôi lên. Khi đậu sôi á, các bạn thấy nó có bọt này ha, bây giờ mình sẽ hớt cái phần bọt ở trên đi. Hớt để cho nhân của mình nó trong hơn, bọt này nó cũng dơ dữ lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ và mình nấu tiếp. Quay qua đây thì mình dùng tới bắp, thì mình chỉ dùng một trái bắp lớn thôi. Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì dùng luôn hai trái. Cắt hết cái phần hạt. Các bạn cắt hơi hơi thôi ha, đừng có cắt phạm vô tới cái cùi quá thì nó dễ bị sơ lắm á. Rồi nè, mình cắt xong hết rồi nè. Sẽ cho hết cái phần bắp vô trong cối để mình đi xay. Xay cho nó nhuyễn thì mình trộn vô bột nó mới ngon. Và cho vào đây 200ml nước. Mình sẽ xay cho nó thật là nhuyễn mịn luôn. Xong rồi các bạn cho vô cái thau. Bắt đầu mình đi pha bột luôn nha. Bột nếp thì mình sẽ cho vô từ từ. Ở đây thì mình dùng 400g á, nhưng mà các bạn cho vô từ từ nha. Tại vì tùy theo cái lượng bắp và lượng nước các bạn xay ra nó nhiều hay ít á. Mình vừa cho mình vừa nhồi bột vậy nè. Bây giờ mình thấy nó hơi mềm, sẽ cho tiếp cho đủ 400g. Thì nếu các bạn lường bằng chén á, mỗi một chén bột là 150g. Mình nhồi đều lên thì mình thấy cái bột của mình nó sẽ hơi dẻo vậy nè. Và nó có cái độ hơi mềm mềm tay nha. Rồi bây giờ đậy lại, để ở đây. Quay trở lại nồi đậu mình nấu nãy giờ, bây giờ mình thấy nó cũng cạn nước rồi nè. Các bạn sẽ đậy kín nắp lại để cho nhân nó chín luôn. Cho hết phần dừa vô chảo. Hai loại nha. Thì các bạn thích dùng một loại cũng được. Rồi mình cho muối vô nè. Cho hết phần đường vô. Rồi trộn đều lên. Thì cái bánh bột của mình nó lạt á, cho nên cái nhân nó phải ngọt, mình ăn nó mới ngon, nó sẽ đồng đều lại. Bây giờ nồi đậu nó cũng được rồi đó. Mình hong lửa thêm 5 phút nữa là được rồi. Tại vì cho nó cạn nước á, hạt đậu nó mềm nhừ ra. Trong lúc đậu còn nóng, các bạn sẽ đánh đều lên để cho nó mịn khỏi phải xay. Vậy xong rồi nè. Bây giờ thì mình xin nhân luôn nha. Ớp đường với dừa cho nó hơi ra nước thôi rồi các bạn xên. Xên nhân thì mình để lửa dừa thôi. Mình xên từ từ như nè, để cho dừa của mình nó chín kỹ thì cái bánh để được lâu. Phần dừa mà mình thấy nó hơi sệt sệt thì mình hãy cho đậu xanh vô nha. Cho hết phần đậu xanh đã nấu vô. Rồi bây giờ các bạn cũng đảo đều lên. Và mình sẽ xên hai loại nhân vậy nè, thì mình ra cái bánh á, mình ăn á, nó ngon lắm. Nó có độ béo và độ bùi. Xên thêm chút xíu nữa nha, để cho đậu nó khô. Thì bây giờ mình thấy đậu bắt đầu nó khô ráo, nó không còn nước nữa đó. Nó dẻo dẻo vậy là được rồi nha. Các bạn sẽ tắt bếp luôn và mình chờ cho nhân nguội thì nó sẽ khô hơn nữa đó. Bây giờ đi chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này thì mình dùng cái loại lá chuối xiêm, mình sẽ xé ra nha. Một miếng lá quấn nồng, khoảng 18cm, chưa đến một gang tay.
Và tiếp theo là một miếng lá áo ở bên ngoài, nó sẽ gấp đôi cái miếng lá ở bên trong. Rồi, lá chuối xong hết thì bây giờ mình đi vo nhân, thì nãy giờ nó cũng nguội nè. Nhưng nó nguội nó sẽ khô lại và nó dẻo hơn nữa đó. Các bạn sẽ vo mỗi một viên dừa dừa thôi. Rồi mình cho qua một bên. Tương tự thì các bạn vo cho đến hết nhân. Xong rồi bây giờ mình đi gói bánh nha. Cho vô đây chút xíu dầu ăn. Thì bột nếp á, các bạn phải cho dầu ăn vô để chống dính. Và thoa vô tay chút dầu nữa nha. Rồi mình sẽ lấy cái bột. Thì cái lượng bột nó sẽ gấp đôi cái lượng nhân. Cái bánh nó sẽ vừa. Rồi mình cho nhân vô. Và mình túm đều nó lại. Cho qua miếng lá đi ha. Rồi mình làm xong hết một tăng cái mình hãy đi gói bánh luôn. Nhớ thoa dầu để chống dính nha. Rồi xong rồi nè. Bây giờ các bạn làm tương tự nha. Mình vo hết luôn rồi mình cứ gói lần một. Lá chuối thì các bạn nhớ lau chùi cho sạch hai mặt lá nha. Có thể phơi nắng hoặc là mình trụng nước sôi. Thoa dầu lên trên lá để chống dính. Thoa đều xong rồi cái mình quấn lại. Quấn cái nòng của lá vậy y chang như là cái quặng vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái viên bột mình cho vô. Túm lại thì các bạn túm thành bốn cái góc cho nó vuông nhau ra cái bánh nó mới đẹp. Rồi cho vô cái miếng lá lớn nè. Thì mình làm bánh ít này á, mình có rất là nhiều video chia sẻ rồi. Rất là nhiều công thức. Nếu như các bạn nào mà có theo dõi kênh của mình á thì sẽ biết được có rất là nhiều công thức bánh ngon. Còn nếu chưa theo dõi thì mời các bạn bấm vào đăng ký để theo dõi nha. Gói xong hết rồi thì tương tự mình sẽ gói tiếp và nhớ cái bánh nào các bạn cũng thoa dầu. Túm cho cái đầu nó hơi nhọn thì cái bánh nó mới đẹp. Rồi xong rồi nè. Mình gói xong hết rồi thì bắt một cái nồi nước sôi. Sẽ cho bánh vô trong sửng và các bạn chốc cho nó nằm ra nha. Cái bánh của mình nó sẽ đều. Bắt nước sôi sẵn á, thì mình bỏ bánh vô mình hấp trong vòng 20 phút với lửa lớn. Đúng 20 phút thì bây giờ bánh của mình nó chín rồi đó. Nếu kiểm tra thì các bạn tháo bánh ra, thấy bột nó trong là nó chín. Còn mình làm quen rồi cho nên 20 phút là nó chín nè. Lấy bánh ra thì mình chờ cho nó hơi nguội chút các bạn hãy ăn, nó sẽ ngon hơn. Bánh này á, thì á, ăn nguội hay ăn nóng gì cũng ngon. Nhưng mà các bạn ăn nguội á, thì bột nó sẽ dẻo hơn. Và đặc biệt mình ăn 2 ngày luôn bánh vẫn không có bị cứng nha. Nhìn cái bột nó màu vàng của bắp nè. Màu vàng tự nhiên luôn. Bên trong thì nhân dừa và nhân đậu xanh. Nếu các bạn không thích ăn nhân dừa thì làm nhân đậu không cũng ngon. Bột rất là dẻo nè. Có cái mùi của bắp ngọt á, các bạn ăn á, nó lạ miệng lắm. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh ít bắp ngọt với nhân dừa và đậu xanh. Có độ ngọt đậm đà, có vị béo thơm. Và mình thấy á, có thoang thoảng cái mùi bắp á, ăn nghe vô quá các bạn nó thơm thơm lắm. Và bánh này thì các bạn cứ để yên vậy nha, mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn. Còn nếu mà ăn lâu hơn thì cho vào tủ lạnh, khi nào ăn thì mình hấp lại ăn. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.